Kênh Báo Nói kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi những bản tin của chúng tôi ngày hôm nay. Ngồi tù vì dám cắn trả khi hàng xóm cầm dao xông vào tận nhà chém. Anh Ngô Văn Tình, sinh năm 1983, ngụ ở ấp Vàm Lớn, xã Thuận Nghĩa Hòa, huyện Thanh Hóa, tỉnh Long An. Người gầy gò, da đen nhẻm vì suốt ngày đi làm mướn, mặt mày buồn xo khi nhắc lại chuyện bị tù oan. Anh Tình kể, sự việc xảy ra đã hơn 4 năm, nhưng tôi vẫn nhớ từng chi tiết. Hôm ấy là ngày 19 tháng 7 năm 2012, tôi và mấy người bạn đi nhậu ở nhà hàng xóm. Trong đó có Trương Minh Trí, sinh năm 1985, ngụ ở cùng ấp. Trí với tôi là bà con gần, má của Trí thứ 5, còn ba của tôi thứ 8. Nhậu xong khoảng 17 giờ, Trí đến nhà tôi, rủ đánh bài ăn tiền, mỗi ván 2.000 đồng. Nhưng vợ tôi cự nữ nên Trí chửi thề ôm sờm, nói tôi sợ vợ không dám chơi. Thấy Trí chửi dữ quá nên Tình chấp nhận đánh bài với Trí và mấy người bạn cho yên chuyện. Trong lúc chơi bài, Trí xin Tình cho một điếu thuốc lá hút đỡ ghiền. Nhưng Tình không cho và nói, ghiền thì có tiền mua hút. Nghe vậy, Trí lớn tiếng chửi mắng rồi xông vào đánh Tình. Tình cũng đánh trả nên mọi người xúm vào can ngăn, Trí hậm hực chạy về nhà. Khi quay trở lại, Trí hai tay cầm hai con dao bầu tìm chém Tình. Nhìn thấy Tình đang đứng cạnh lưu nước ngoài sân, Trí phóng một con dao vào Tình nhưng trượt. Hoảng sợ, Tình vội bỏ chạy vào nhà trốn thì bị Tình rượt theo chém, xông vào tận buồng ngủ của Tình truy sát. Khi đuổi kịp Tình, Trí chém hụt một lần nữa nên xông vào đánh. Vật Tình té xuống đất rồi leo ngồi lên bụng, tiếp tục đánh tới tấp. Trong lúc bấn loạn, sợ Trí chém mình nên Tình dùng tay kéo cổ Trí xuống rồi cắn một phát vào môi dưới của Trí. Lúc này, mọi người trong xóm xông vào can ngăn và đưa Trí đi bệnh viện cứu chữa. Sau khi có giám định pháp y, xác định thương tật của Trí là 15% do bị Tình cắn, Trí đã khởi kiện Tình ra tòa, yêu cầu xử lý Tình theo quy định của pháp luật và Tình phải bồi thường cho Trí hơn 10 triệu đồng. Tháng 12 năm 2013, Tình bị Viện Kiểm sát Nhân dân huyện Thạnh Hóa tống đạt cáo trạng truy tố tội danh cố ý gây thương tích. Ngày 18 tháng 3 năm 2014, Tòa án Nhân dân huyện Thạnh Hóa đưa vụ án Tình cắn Trí ra xét xử. Tại phiên tòa, hội đồng xét xử xác định Trí có cầm hai con dao đến tận nhà Tình để tấn công. Hành vi của Trí là quá hung hăng côn đồ khi xông vào tận buồng ngủ để đánh Tình. Luật sư của Tình cho rằng Trí có hành vi trái pháp luật nghiêm trọng. Tình chỉ tự vệ theo phản xạ nên cắn Trí. Do đó, Tình không phạm tội cố ý gây thương tích như cáo trạng của Viện Kiểm sát Nhân dân truy tố. Nhưng điều kỳ lạ là hội đồng xét xử sơ thẩm lại xác định hành vi Tình cắn Trí là nguy hiểm cho xã hội, xâm hại đến sức khỏe của người khác, gây mất trật tự ở địa phương. Vì vậy, tòa tuyên phạt Tình 9 tháng cải tạo không giam giữ, giao cho Ủy ban Nhân dân xã Thuận Nghĩa Hòa giám sát và giáo dục. Đồng thời, Tình còn phải bồi thường cho Trí số tiền hơn 5,9 triệu đồng. Sau án sơ thẩm, Tình chống án và gửi đơn kêu oan đến cấp cao hơn. Trí cũng kháng cáo đề nghị tăng nặng hình phạt đối với Tình và tăng mức bồi thường lên 10 triệu đồng. Ngày 23 tháng 6 năm 2014, Tòa án Nhân dân tỉnh Long An đưa vụ án Tình cắn Trí ra xử phúc thẩm. Tại tòa, hội đồng xét xử nhận định vụ án xảy ra có phần lỗi về phía bị hại Trương Minh Trí kích động về tinh thần đối với bị cáo. Bị cáo phạm tội gây thiệt hại không lớn, bị cáo có hoàn cảnh khó khăn. Nhưng cũng theo hội đồng xét xử, hành vi của Tình gây nguy hiểm tính mạng cho người khác, cần phải tuyên phạt bị cáo ở một mức án nghiêm khắc mới có đủ tác dụng giáo dục bị cáo và phòng ngừa chung cho xã hội. Vì vậy, Tòa án Nhân dân tỉnh Long An đã tuyên phạt Tình 6 tháng tù giam và giữ nguyên mức bồi thường cho Trí. Tháng 8 năm 2014, tòa án có văn bản buộc anh Tình thi hành án tù. Nhưng do con của anh Tình mới sinh, vợ đau yếu nên tòa chấp nhận gia hạn thời gian chấp hành hình phạt tù cho anh Tình. Ngày 14 tháng 2 năm 2015, chỉ còn 4 ngày nữa là đến Tết Nguyên Đán Bính Thân. Tình gạt nước mắt, chia tay con thơ vợ bệnh, đi thi hành án 6 tháng tù tại trại giam Mỹ Phước ở huyện Tân Phước, tỉnh Tiền Giang. Từ ngày chồng đi tù, chị Lê Thị Kim Oanh, sinh năm 1984, là vợ của anh Tình,
nhiều lần muốn tự vẫn vì đứa con chưa được 1 tuổi, bị suy dinh dưỡng, còn chị thì đau ốm liên miên. Cả nhà chỉ trông cậy vào đồng lương ít ỏi của anh Tình, mà nay anh Tình đi tù, chẳng biết mẹ con chị phải sống như thế nào. Bà con xóm giềng khuyên can, chị Oanh nuốt nước mắt nuôi con, đợi chồng. Cha mẹ chồng cho 1.000 m² đất ruộng, chị Oanh bán được 40 triệu đồng, mua sữa nuôi con, lo lắng thăm nuôi chồng. Hết tiền bán đất, chị Oanh phải mượn nợ khắp bà con thân tộc, hàng xóm láng giềng để sinh sống nuôi con, chờ ngày chồng mãn hạn tù. Căn nhà lá rách nát, mẹ con chị Oanh cũng không có tiền để che chắn. Nhờ bà con lối xóm thương tình cho mượn tiền mua mấy tấm tôn xi măng lợp lại mái, còn vách nhà thì chỉ che bằng những tấm lá dừa rách nát sơ sát. Tính từ ngày bị khởi kiện cho đến khi anh Tình mãn hạn tù, chị Oanh đã phải mượn nợ hơn 100 triệu đồng lo mọi chi phí hầu kiện, bồi thường cho Trí, hầu tòa, thuê luật sư và mẹ con chị sinh sống trong thời gian chồng ở tù. Ngày 14 tháng 8 năm 2015, Tình ra trại, trở về bên căn nhà rách nát và bắt đầu những ngày làm thuê quần quật để kiếm tiền trả nợ. Đến tháng 6 năm 2016, đơn kêu oan của anh Tình được Tòa án Nhân dân cấp cao tại thành phố Hồ Chí Minh cứu xét. Sau khi xem xét hồ sơ vụ án, chánh án Tòa án Nhân dân cấp cao tại thành phố Hồ Chí Minh đã ra quyết định kháng nghị giám đốc thẩm theo hướng tuyên hủy 2 bản án sơ phúc thẩm của Tòa án Nhân dân huyện Thạnh Hóa và Tòa án Nhân dân tỉnh Long An, tuyên bố hành vi của Tình là phòng vệ chính đáng, không cấu thành tội phạm, cố ý gây thương tích. Mới đây, Hội đồng Thẩm phán Tòa án Nhân dân cấp cao tại thành phố Hồ Chí Minh đã họp phiên giám đốc thẩm xem xét vụ án của Tình, tuyên bố hủy các bản án sơ thẩm, phúc thẩm và đình chỉ vụ án. Hội đồng thẩm phán xác định Trương Minh Trí có hành vi chuẩn bị hung khí nguy hiểm, chủ động sang nhà Tình để tấn công bị cáo. Hành vi phóng dao của Trí là nguy hiểm, đe dọa xâm phạm đến sức khỏe, tính mạng của Tình. Hậu quả chưa xảy ra là nằm ngoài ý thức chủ quan của Trí. Khi anh Tình bỏ chạy vào nhà, Trí tiếp tục cầm dao đuổi theo vào buồng ngủ, tiếp tục đè anh Tình xuống đất, ngồi lên bụng để hành hung anh Tình, thể hiện sự quyết tâm uy hiếp đến tính mạng, sức khỏe của anh Tình. Việc anh Tình vít cổ Trí xuống để cắn vào miệng khiến Trí phải buông Tình ra là hành vi phòng vệ chính đáng, không cấu thành tội phạm. Các cấp tòa sơ thẩm và phúc thẩm kết án anh Tình tội cố ý gây thương tích là làm oan cho anh Tình. Nghe tin này, anh Tình vui ra mặt, cho biết ngay khi nhận được quyết định của Hội đồng Thẩm phán, Tòa án Nhân dân cấp cao sẽ viết đơn yêu cầu những người xử tù oan cho anh Tình phải công khai xin lỗi oan sai, bồi thường thiệt hại vật chất và tinh thần thỏa đáng. Người đàn ông nguy kịch bên cạnh thi thể của người chị vợ không mảnh vải che thân. Chiều ngày 11 tháng 1, Công an quận Liên Chiểu xác nhận trên địa bàn vừa xảy ra một vụ án mạng đặc biệt nghiêm trọng. Ông Đặng Văn Chinh, tổ trưởng tổ 106, phường Hòa Khánh Nam, quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng cho biết, khoảng 15 giờ 30 phút ngày 11 tháng 1, người dân địa phương bất ngờ thấy một đứa bé gái chạy ra từ căn nhà của ông Huỳnh Dũng, sinh năm 1980, và truy hô kêu cứu. Ngay sau đó, người dân địa phương đập cửa xông vào và hoảng hồn khi phát hiện một người đàn ông và một người phụ nữ đang nằm bất động, trên người không mảnh vải che thân. Người phụ nữ đã tử vong, trên người có vết đâm. Nạn nhân nữ được xác định là chị Trần Thị Mỹ Đê, sinh năm 1978, quê ở Nha Trang. Người đàn ông tên là Trần Tiến Hắc, sinh năm 1986, tạm trú ở phường Hòa Khánh Nam, đang trong tình trạng nguy kịch. Ông Chinh kể lại, tại hiện trường, chúng tôi phát hiện một con dao mổ lợn trên người nạn nhân nữ. Trên cổ ông Hắc cũng có vết cắt nghi là do tự sát. Nhận được tin báo, lực lượng chức năng nhanh chóng có mặt phong tỏa hiện trường, thu thập chứng cứ, đồng thời đưa nạn nhân nam đi cấp cứu. Theo người dân địa phương, nạn nhân tử vong ở nơi khác mới đến ở nhà ông Hắc được 4 ngày để phụ giúp em gái mình làm nghề thợ may. Chiều cùng ngày, Đại tá Trần Mưu, Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát Điều tra, Phó Giám đốc Công an thành phố Đà Nẵng cũng đã trực tiếp đến hiện trường,
để chỉ đạo điều tra. Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra làm rõ. Xe container đâm sập hai căn nhà ở Sài Gòn. Rạng sáng ngày 10 tháng 1, xe đầu kéo chở container loại 40 feet chạy trên đường Quang Trung hướng từ Gò Vấp về quận 12. Gần đến giao lộ Thống Nhất, phường 10 quận Gò Vấp, xe loạn choạng tông ngã hơn 10 mét giải phân cách bằng thép. Ô tô tiếp tục lao sang làn đường ngược lại, tông gãy trụ điện, cây xanh rồi đâm vào hai căn nhà bên đường, khiến nhiều người đang uống cà phê hoảng loạn bỏ chạy. Tại hiện trường, đầu xe container chui vào hai căn nhà, bức tường trước đổ sập, hư hỏng nặng, vật dụng cùng quần áo kinh doanh của cửa hàng vương vãi khắp nơi, nhiều xe máy, bàn ghế trên vỉa hè bị tông ngã. Những người trong các căn nhà ngủ ở phía sau nên thoát nạn. Nguyên nhân vụ việc hiện vẫn đang được điều tra. Để cập nhật được những thông tin mới nhất, quý vị và các bạn có thể ấn subscribe và like kênh Báo Nói. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.